Em xin kính tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai ưng ý sản phẩm nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp bên số của em 0378 050 027 nhé. Để mà tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay em có mấy chiếc áo Pilot, hàng gọi là hàng của Trung Quốc sản xuất nhé. Nhưng mà nó là hàng đẹp đấy ạ. Hàng Trung Quốc sản xuất, nó hàng làm theo mẫu MA1 của quân đội Mỹ nhá. Nhưng mà cái này của nó thì chất cực đẹp luôn. Nó là hàng Trung Quốc thôi nhưng mà sờ cái này nó dày. Cái vải dù ở ngoài nó rất là dày nhá. Thì nó rất là, thì nó cảm giác nó rất là xịn. Vào trong nó là lót cam nhá. Rất là đẹp. Cái này thì em về được, mới được về được một giây để làm mẫu thôi. Thì em cũng lên cho mọi người để xem phản hồi của mọi người thế nào. Thì mới tiếp tục đặt hàng. Cái mẫu này thì nó đã may tem sẵn lên cho mọi người rồi ấy. Mọi người chỉ cần việc sử dụng thôi. Rất là đẹp nhá. Em có 3, hiện tại có 3 số. Có số M, số L và số XL nhá. Đây là số M. Cái số em tay cầm là số M nhá. Số M dành cho các bác từ 55 cân, 50 đến 60 cân nhá. 50-60 cân. Cái áo Pilot này người ta chỉ mặc cái cặp quần thôi nhá. Áo Pilot mặc cái cặp quần, quan trọng cái tay nó dài vừa này. Và cái, tức là nó thoải mái cho mình ấy, thì nó là vừa. Chứ còn chứ không phải áo Pilot này mặc dài đâu. Pilot mà mặc ví dụ qua cặp quần một tí là đã không đúng rồi. Cái này chỉ mặc cái cặp quần. Áo Pilot thì mặc cái cặp quần thì trông nó gọn. Nó rất là đẹp nhá. Cái áo này khá là dày dặn nhá, chứ không phải như cái áo mỏng áo gió hôm trước em lên. Em có như đủ loại mà, có loại mỏng, loại dày. Cái loại này rất là dày dặn và đẹp nhá. Sờ thì các bác thích luôn. Cái khóa của nó là khóa đồng mạ đen nhá, khóa đồng mạ đen. Nói chung là rất là đẹp. Các bác mặc cái này trông rất là hầm hố luôn, cực đẹp. Bo của nó dày, sờ như bo Mỹ luôn. Cái bo này sờ dày nhưng nó không cứng nhá. Dày nhưng rất là mềm, như bo Mỹ luôn. Cổ thiết kế rất hay, rất đẹp. Ở trong nó có túi nhá. Ở trong có túi này và có cúc bấm nhá. Có hai bên hai túi. Lót cam. Thiết kế rất là ok luôn. Có túi chéo nhá. Ở ngoài nó là túi chéo nhá, có cúc bấm này đó. Ba khóa cũng được, mà kéo khóa đây cũng đẹp, rất là đẹp đúng không ạ? Cái kiểu này mặc rất là đẹp. Chiếc áo này em bán là 700.000 một chiếc nhá. 700.000 một chiếc. 700.000 cộng phí vận chuyển 30.000 là 730.000. Em có số M, M là dành cho các bác từ 50 đến 60 cân. Size N là từ 60 đến tầm 70 cân mặc vừa nhá. Đây em đang mặc size N. Em là 66 cân. 66 cân, còn chiều cao thì các bác gọi là tự căn chỉnh thôi. Chứ còn cái áo Pilot này nó cũng dễ mặc. Áo Pilot nó rất là dễ mặc. Bởi vì các bác này có thể mặc xuống một tí cũng được, mà mặc cao lên một chút cũng được. Bởi vì là cái áo Pilot này nó có bo, bo ở dưới. Bo dưới rất là y như bo trên ấy, bo tay. Rất là dày và mềm, rất là thích. Số N là 60-70 cân. Số XL là người trên 70 cân, 70-75 cân là mặc số L là vừa nhá. Chứ còn em sợ 80 cân thì nhiều bác mặc cũng được, nhưng mà sợ nó hơi kích một chút. Chứ còn cứ gọi là 70-75 cân thì các bác cứ lấy số XL cho em. Còn số L thì cứ 70 cân quay đầu. Như em đang mặc là em 67, bây giờ là 67 cân rồi đấy. Đó, rất là đẹp nhá. Em đảm bảo cho mọi người được kiểm tra hàng, nhận hàng trước khi thanh toán. Đó là hàng loại đẹp chứ không hàng rẻ tiền. 700.000 một chiếc. Còn các bác những cái tem này các bác không thích các bác có thể tháo ra được, nhưng mà nó sẽ có vết chỉ một thời gian đấy, giặt vài lần thì nó mới hết cái xô vải đều ra thì mới hết được cái lớp chỉ, chứ còn các bác có thể tháo ra được mà, vì nó chỉ làm hàng may thôi, mình tháo ra được. Còn không thì bác cứ để này mặc đẹp mà, nó không có gì gọi là phản cảm cả, nó bình thường không có sao cả, rất là đẹp. 700.000 một chiếc cộng với 30 tiền phí vận chuyển là 730.000. em bao cho mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng như em quảng cáo thì mọi người nhận giúp em, còn không đúng thì mọi người cho hàng quay về, vậy thôi, đơn giản. Rất là đẹp nhé. Cái bo mọi người nhìn này, cái bo dưới này rất đẹp, mà nó như bo Mỹ luôn. Nó dày nhưng mà nó mềm.
chứ không phải hình như hàng kiểu rẻ tiền. Nó dày, nó dày nhưng mà sờ vào nó ráp ráp, nó cứng mà dày mà sờ rất là mềm nhá, rất là đẹp. Những cái tem này em xem nào, những cái tem này thì mọi người chỉ cần tháo ra là ok, tháo ra là ok, vì nó là tem khâu chứ không phải tem dính keo nhá, tem khâu nên là tháo ra là được. Nhưng mà mọi người cứ nên em theo em, mọi người cứ để thì rất là đẹp. Nó đằng sau lưng có một cái tem cờ to đằng sau này đó, mặc lên thì quá chất luôn. Cái này nó cũng tùy vào sở thích của từng người thôi, bác nào mà cảm thấy mặc cái này ok thì cứ gọi cho em gửi cho mọi người. Còn lúc nào nếu mà hết thì em sẽ gọi đặt thêm. Cái cúc bấm của nó cũng có dập, có dập USA nhé, nhưng mà nó là hàng Trung Quốc ấy. Nhưng mà nó có dập như hàng xịn luôn. Còn nếu mà các bác mà nhiều người mà muốn mua mà em đang hiện tại đang hết hàng thì cố gắng đợi giúp em. Còn mọi người bây giờ hiện tại đang có thì mọi người cứ nhanh tay gọi giúp em nhé. Còn nếu mà ai mà muốn mua thì đợi giúp em một tuần chẳng hạn ấy, thì em đặt hàng bên kia người ta gửi về thì em lại gửi cho các bác thôi. Mùa này thì gọi là mua trước thôi, chứ còn để mùa đông thì nhiều khi là cũng hơi hiếm hàng ấy. Mùa này mọi người cứ mua trước để đấy mùa đông mặc, hoặc là đi đêm đi đâu mọi người khoác mà cũng rất là đẹp nhé, cũng rất là ok. 700 nghìn một chiếc cộng 30 nghìn vận chuyển, 730 nghìn. Rồi bác nào thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.